Xin chào tất cả anh em đang xem livestream của em nhé. Ngày hôm nay thì em xin phép giới thiệu với mọi người đó là một sản phẩm lưới chặn cá. Mọi người có thể dùng sản phẩm này để mình có thể chặn tôm, cua, cá, ốc ếch thoải mái giúp em. Và mình dùng cho những nơi như là mương, rạch, ao, hồ thoải mái ạ. Rồi, mọi người có thể nhìn thấy giúp em đây sẽ là chất liệu cước cao cấp, đảm bảo là cực kỳ bền và chắc. Đó, và tổng diện tích của hai phần cánh như này sẽ là tổng đó là 5m. Mỗi bên cánh sẽ rộng 2,5m giúp em mọi người nhé. Đó, thế nên là đảm bảo là nó sẽ quay được một cái diện tích khá là rộng cho mọi người luôn. Được chưa ạ? Rồi, và chiều cao của em lưới này thì sẽ là 1m cho em này mọi người này. Đó, mọi người có thể nhìn thấy rất là cao đúng không ạ? Rồi, và phần gì ạ? Túi đựng cá thì sẽ dài đến tận 2m. Và khi mà cá đã chui vào bên trong rồi thì chắc chắn là sẽ không chui được ra bên ngoài nữa mọi người nhá. Thế nên là đảm bảo giúp em đó là gì ạ? Sẽ đánh bắt được rất là nhiều đúng không? Rồi, và phần khom ở bên trong như này nhá. Các anh em có nhìn rõ không ạ? Ở bên trong này nó sẽ có những cái khom nhỏ như này. Và khi mà cá đi vào trong như này qua 3 tầng lưới thì nó sẽ không thể ra được nữa mọi người nhá. Thế nên là đảm bảo cho tất cả anh em nhà mình là mình sẽ bắt được rất là nhiều tôm cua cá trong một ngày luôn. Được chưa ạ? Rồi, và các anh em hãy để lại ngay cho em số điện thoại dưới livestream này là mình sẽ có đơn hàng thành công chỉ với mức giá là 260.000 đồng. Rồi, mọi người yên tâm giúp em là với mức giá 260.000 đồng một chiếc lưới chặn cá như này thì các anh em chỉ cần chặn một ngày cho em thôi là mình có thể thoải mái cá ăn trong một ngày rồi mọi người nhá. Thậm chí là nhiều ngày nữa, rất là kinh tế và rất là tiết kiệm đúng không ạ? Đó, và độ bền của em lưới chặn cá này có thể lên đến 2 đến 3 năm và thậm chí là 5 năm. Đó, bởi vì là chất liệu của em nó thì sẽ là chất liệu rất cao cấp và rất là bền. Mọi người có thể nhìn thấy cho em này, cái phần mắt cước thì cực kỳ bé như này, thế nên là sẽ không thể nào mà lọt được những cái động vật mà bé nhất có thể luôn cho em nhá. Đó, bao trọn toàn bộ tất cả những cái động vật như là tôm, cua, cá, ốc ếch là mình đều có thể bắt được cho em trên một lưới chặn cá như này. Được chưa? Rồi, cái phần gì ạ? Cái phần khung thép này thì nó sẽ là chất liệu đó là khung thép cao cấp và sơn một lớp sơn tĩnh điện, hỗ trợ đó là giúp là chống gì xì xét này, và đồng thời là nó sẽ không bị ngậm nước. Đấy, được chưa ạ? Rất bền, độ bền của nó em nó rất là cao luôn mọi người nhá. Rồi, bên em là xưởng sản xuất trực tiếp, thế nên là đến tay với tất cả anh em nhà mình với một mức giá rất là tốt. Các anh em hãy nhanh chóng để lại ngay cho em số điện thoại ở dưới livestream này là mình sẽ có đơn hàng thành công cho em nhá. Chiều dài cánh này sẽ là 2,5m giúp em một bên cánh, và tổng diện tích của hai cánh. Đấy, tổng diện tích của hai cánh thì sẽ là 5m cho em mọi người nha. 260.000 đồng tại livestream của em và miễn phí ship trong livestream này. Các anh em hãy nhanh chóng để lại ngay cho em số điện thoại ở dưới livestream là mình sẽ có đơn hàng thành công nhá mọi người nhá.